Truyền hình báo chí Bồ Đào Nha mất ngủ vì U16 PVF tôn vinh bóng đá Việt Nam, người hâm mộ tự hào. Bóng đá Việt Nam đang khiến cho Bồ Đào Nha liên tiếp phải quan tâm. Sau Huỳnh Như vào đội tuyển Việt Nam, truyền hình báo chí nước này cũng đã phát sốt về U16 PVF sau khi đội bóng này đánh bại U16 Porto, nơi được coi là niềm tự hào của bóng đá trẻ Bồ Đào Nha. U16 PVF chạm trán với U16 Porto trong trận tranh hạng 3 tại giải giao hữu Shanghai Future Star Cup 2023. Đối thủ của thầy trò vị huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông được đánh giá rất cao bởi Porto là một đội bóng với những truyền thống đào tạo ở lò đào tạo châu Âu. Porto cũng đã sở hữu một lối chơi cực kỳ trực diện đậm chất châu Âu, kết hợp với sự ngẫu hứng, kỹ thuật đặc trưng của bóng đá Latin. Đây tiếp tục là một thử thách và một khó khăn cho chúng ta. U16 PVF một lần nữa đã xuất sắc vượt qua cầu thủ mạnh tại giải giao hữu này. Lê Phát cùng đồng đội đã chơi kiên cường để hòa U16 Porto với tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, U16 PVF đã thắng chung cuộc 4-1, giành vị trí hạng 3 tại giải giao hữu quốc tế. U16 PVF đã có một hành trình đáng nhớ tại Trung Quốc khi đánh bại hàng loạt các đội bóng mạnh. Các học trò của ông Nguyễn Duy Đông đã thắng U16 Man City, U16 Học viện Aspire và vượt qua vòng bảng. Dù sau đó bị đánh bại bởi Cerro Osaka ở bán kết, nhưng chúng ta cũng đã quật ngã đội tuyển U16 Porto để đứng hạng 3. Việt Nam đã tạo ra một hình ảnh và một ấn tượng mới tại giải đấu giao hữu tại Thượng Hải khi mà hành trình và trình làng một lối chơi giàu kỹ thuật và được tổ chức bài bản. Còn về U16 Porto, đội bóng này khiến cho truyền thông Bồ Đào Nha thất vọng. Một tờ báo cũng đã đưa tin rằng U16 Porto khép lại giải giao hữu với vị trí hạng thứ tư chung cuộc. Chúng ta thua 3 đội bóng ở châu Á, đó chính là Cerro Osaka, U16 Ulsan Hyundai và PVF. Tờ báo này nhấn mạnh hai cái tên trước đều là những ông lớn của bóng đá châu Á, khi đại diện lần lượt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, một cái tên gây sốt đó chính là PVF, một đại diện nhỏ đến từ Việt Nam. Thủ gôn viên bản Bồ Đào Nha cũng đã tiếp tục. Bóng đá Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong những năm vừa qua. Tại World Cup nữ, Việt Nam nằm chung bảng đầu với Bồ Đào Nha. Đội hình của họ có chân sút Huỳnh Như được đánh giá cao và đang chơi trò lành FC. PVF chỉ là một học viện nhỏ và không thể đánh giá toàn diện một nền bóng đá của Việt Nam. Tuy nhiên, những gì đội bóng này đã và đang thể hiện cho thấy sự phát triển của bóng đá trẻ tại nơi đây. Sự đầu tư có định hướng và tầm nhìn tốt, đó chính là có thể thấy bóng đá trẻ Việt Nam cả nam lẫn nữ. Porto mang sang một đội hình rất mạnh và là niềm tự hào, biểu tượng của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, PVF cho thấy sự bài bản và chuyên môn không kém. Trong khi đó, kênh truyền hình Channel One của Bồ Đào Nha cũng đưa tin vắn tắt. Các hậu duệ nam của Huỳnh Như đã đánh bại U16 Porto để giành hạng 3 tại giải giao hữu Thượng Hải. Có vẻ như Hàn Quốc, Nhật Bản thì Việt Nam cũng đã nổi lên như là một đội tuyển mạnh tại châu Âu. U16 PVF hay là nhiều lò đào tạo khác tại Hà Nội, Hoàng Như, Hoàng Anh, Gia Lai, Viettel hàng năm thì luôn trình làng nhiều cầu thủ xuất sắc. Nhiều cái tên như Quang Hải, Văn Hậu hay là U19 năm 2014 đều là những sản phẩm tâm huyết của lò đào tạo này. Cầu thủ Quang Hải nổi lên từ giải U17 quốc gia 2015 khi mới 15 tuổi, hơn 17 tuổi đã lên đội 1 và 19 tuổi trở thành trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội FC. Đó chính là lợi ích của việc đầu tư cho bóng đá trẻ. Việt Nam có một nghịch lý, cầu thủ nào được đào tạo chuyên nghiệp có thể sẽ tham gia thi đấu ở hội khỏe phù đồng và các giải sinh viên, khiến cho điều lệ của các sự kiện mang tính phong trào này phải đưa vào điều khoản chế tài. Lẽ ra các sân chơi đó cần phải là nguồn cung tạo ra sự sàng lọc cho cầu thủ chuyên nghiệp mới đúng. Đây là hệ quả của việc thiếu sân chơi cho lứa trẻ. Chúng ta không thiếu cơ sở đào tạo, nhưng trường hợp Thái Bình có hơn 12 cầu thủ đá ở câu lạc bộ V-League. Dù nơi đây không có câu lạc bộ chuyên nghiệp, nhưng 64 tỉnh thành có 64 trung tâm đào tạo mà không có số lượng câu lạc bộ hoặc số sân chơi, giải đấu tương ứng thì có đào tạo ra nhiều thì cũng chẳng làm gì. Vào trung tâm 53 tuổi, ra trường 18 tuổi cũng chỉ là một lý thuyết, nhưng sau đó không được thi đấu thì cũng không thể phát hiện tài năng. Như đã nói, ngay cả đi mượn đội trẻ về đá U mà các câu lạc bộ còn bỏ qua, sẵn sàng chịu phạt thì làm sao các cầu thủ có cơ hội. Với các câu lạc bộ chuyên nghiệp, nếu làm bóng đá trẻ ở các đội U với hình thức đối phó thì kết quả nhận lại chỉ là sự tốn kém vì không có cầu thủ nào có thể là dùng tại chỗ. Hợp đồng đào tạo trẻ ở Việt Nam dài đến năm 23 tuổi, nghĩa là nếu các câu lạc bộ mà làm giỏi tuyển U, họ sẽ sử dụng tài năng trong vòng ít nhất 5 năm. Và họ cũng sẽ chỉ phải trả lương trước khi cầu thủ đó tự do ra đi. Theo các chuyên gia đào tạo cầu thủ trẻ ở Việt Nam, chính vì hệ thống đào tạo trẻ hiện nay chưa có sự thống nhất và chưa có sự cộng hưởng với đội tuyển quốc gia, cho nên cần thiết cần phải có một thủ lĩnh thực sự về bóng đá trẻ, nhất là một vị giám đốc phụ trách. Nếu muốn công tác đào tạo trẻ đạt hiệu quả cao, VFF nên mời chuyên gia nước ngoài giữ vai trò này để xây dựng một cách tổng thể nhất.
Dưới góc độ phân tích của các chuyên gia, mỗi lứa cầu thủ trẻ thì đều mang một đặc thù riêng, cho nên mà khi công tác đào tạo trẻ chưa có được tính chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể kỳ vọng vào một năm sẽ cho ra lò được những tuổi trẻ chất lượng. Về cơ bản, đào tạo cầu thủ trẻ hiện nay vẫn dựa vào sự may mắn và thiếu đi tính căn cơ, dù ai cũng hiểu. Đào tạo căn bản bắt đầu từ lứa 10 đến 15 tuổi. Một trong những nguyên nhân dẫn đến công tác đào tạo trẻ của Việt Nam chưa tính đồng đều được, đó chính là chưa được có mẫu số chung về kế hoạch tuyển chọn, đó chính là thiếu hụt về kinh phí. Các doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá thường sẽ không thích đầu tư bóng đá trẻ vì không có lợi nhuận, và không ít địa phương làm bóng đá có phần ỷ lại doanh nghiệp, không chăm chút cho công tác đào tạo trẻ. Đào tạo cầu thủ Việt Nam thì còn manh mún, chưa hình thành đào tạo từ các trung tâm, học viện, bóng đá cho tới là các câu lạc bộ và cao nhất là đội tuyển. Khác với những lo ngại ban đầu, cầu thủ U23 Việt Nam vừa có một giải đấu rất thành công. Danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ là một cú chạy đà và là một cú hích quan trọng cho các em tự tin hơn. Điều mà tôi cũng như là đông đảo người hâm mộ nhận được là cách vận hành chiến thuật. Các em đã có một cách chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh và đường nét bài bản. Những gì chuẩn bị cho VFF và ông Chuse cho tới giai đoạn này là rất kịp thời và có một kế hoạch chỉnh chu khi mà sáng lập song song cùng với hai đội tuyển U23. Để tất cả cho các cầu thủ đều có cơ hội để chui rèn tích lũy kinh nghiệm, ông Chuse cũng đang có một sự hợp tác tích cực từ phía các câu lạc bộ khi mà họ đã có sự thay đổi đáng kể từ sau SEA Games 32. Nhiều cầu thủ trẻ đã được ra sân hơn, nền tảng cho công tác đào tạo trẻ cũng thực sự rất quan trọng. Dĩ nhiên mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu, ông Chuse cũng chỉ vừa mới bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games, sắp tới là vòng loại U23 châu Á 2024, ASEAN 19, vòng loại World Cup 2026. Một hành trình dài và cần có sự phát triển đồng bộ. Danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua hẳn là làm cho mọi người vui, nhưng nên nhớ đây chỉ là U23, thậm chí U20. Nên là dù vui thì cũng đừng vui quá mà tiếp tục tập trung cho những đích ngắm tiếp theo, nhất là vun đắp cho đội tuyển quốc gia.